VS8 có thực sự đáng kỳ vọng như lời đồn gây bão với công nghệ, vượt tầm phân khúc, thiết kế mãn nhãn? Ánh sao vàng xin mời chào quý vị khán giả. VinFast luôn là cái tên chưa bao giờ hết nóng, nóng như các bạn đang ngồi gần Crush. Mọi sự việc liên quan đến VinFast đều được báo đài từ trong nước đến quốc tế quan tâm và bật công tác viết lách hết năng suất. Sau khi khai tử xe xăng ra khỏi đường đua ô tô, thì nay VinFast đã và đang sửa soạn cho lộ trình chinh phục đường đua ô tô điện. Mới đây, cải thế chân của VinFast Lux SA 2.0 là VS8 đã gây bão với công nghệ vượt tầm phân khúc, thiết kế mãn nhãn, khách hàng và các chuyên gia đầu ngành ô tô cũng phải thốt lên điều này. Không ngờ VinFast lại làm được như vậy. Hãy cùng ánh sao vàng tìm hiểu về con xe gây bão này nhé! VS8 có thực sự đáng kỳ vọng như lời đồn? Sau khi được giới thiệu đến công chúng toàn cầu tại triển lãm ô tô quốc tế Los Angeles tại Mỹ, tại khuôn viên tổ hợp sản xuất VinFast Hải Phòng, mẫu SUV điện VS8 của VinFast đã chính thức lăn bánh trên đường thử. Dù mới chỉ là phiên bản thử nghiệm, mẫu xe VS8 đã được các chuyên gia trong nước và quốc tế đánh giá là vượt mọi kỳ vọng, qua ấn tượng nhờ sở hữu thiết kế tinh tế và ấn tượng, chất lượng hoàn thiện chuẩn xe sang và khả năng vận hành cực phê, hứa hẹn sẽ chinh phục những khách hàng khó tính nhất. Đây là mẫu SUV điện cỡ đi và dự kiến sẽ được giao cho khách hàng Việt Nam, Mỹ, Canada và châu Âu trong năm nay. Tiết lộ bản thân bị mẫu VS8 chinh phục ngay từ khi VinFast mới công bố những hình ảnh đầu tiên, chuyên gia Trịnh Lê Hùng, Auto Daily, đánh giá chiếc xe phiên bản đời thực còn đẹp hơn nhiều so với trong ảnh. Theo vị chuyên gia của Auto Daily, VS8 bằng xương bằng thịt cứng cáp hơn nhưng cũng mượt mà hơn, đồng thời kích thước xe cũng lớn hơn. Chuyên gia Trịnh Lê Hùng chia sẻ, VS8 có thiết kế rất hay, kích thước tổng thể xe là 4,75m, tương đương các mẫu SUV sang cùng phân khúc đi. Nhưng trục cơ sở lại lớn hơn rất nhiều, lên tới 2,95m. Khi trục cơ sở được kéo dài ra thì sẽ có nhiều cơ hội để bố trí không gian phía sau cũng như tăng độ ổn định của xe. Đánh giá về khả năng tốc độ không có độ trễ của VS8, chuyên gia Lê Hùng cho biết, chiếc SUV của VinFast khá giống với Tesla Model Y và ông Hùng rất ấn tượng bởi tay lái cực nhẹ của VS8 giúp bẻ cua rất ngọt, sẽ không bị chệch đầu khi rẽ nhanh ở tốc độ cao. VS8 mang trong mình tinh thần Việt Nam đầy hứa hẹn, ông Hùng cho rằng niềm tin và triển vọng của VS8 càng lớn sau khi trực tiếp tham quan nhà máy và tận mắt chứng kiến quy trình sản xuất các bách pin của VinFast. Theo vị chuyên gia, quy mô và công nghệ của VinFast không thua kém gì những hãng xe gạo cội mà ông từng tới thăm tại châu Âu. Đồng quan điểm với anh Nguyễn Mạnh Thắng, giám đốc điều hành WatchCar, cho rằng các thiết kế của VinFast và Pininfarina đã vô cùng khéo léo khi mang đến cho VF8 một không gian bên trong rất rộng rãi, đặc biệt ấn tượng ở hàng ghế sau. Sau khi chạy thử, ông Thắng đã phải thốt lên rằng VF8 thực sự vượt qua kỳ vọng của tôi, sẽ tốt từ vật liệu nội thất đến cách hoàn thiện và trải nghiệm thì rất tuyệt. Chuyên gia Mạnh Thắng tiết lộ, anh thậm chí tăng tốc tới 175 km/h trên đường thử của VinFast và chiếc VF8 vẫn vận hành ổn định cân bằng. Đến cuối đường, khi xuất hết lực phanh, xe nhanh chóng dừng lại theo đúng chiều muốn đi. Theo chuyên gia của WatchCar, một chiếc xe tốt phải ổn định ở tốc độ cao. Anh Thắng nhấn mạnh, cầm lái VF8 rất phê, khả năng tốc độ, cách âm, hệ thống treo và đánh lái đều rất chuẩn chỉ. Sau khi trực tiếp cầm lái chiếc VF8 bằng xương bằng thịt, anh Thắng cho biết rằng, với mức độ phủ sóng ngày càng dày đặc của hệ thống trạm sạc VinFast, doanh số của VF8 sẽ bùng nổ trong thời gian tới. Không chỉ thị trường Việt Nam, VF8 cũng là một đối thủ đáng gờm khi ra quốc tế. Chuyên gia ô tô Nguyễn Thanh Hải, Hải Kha cũng rất ấn tượng trước chất lượng hoàn thiện của VF8. Theo ông Hải, VinFast VF8 tuy chưa phải là phiên bản thương mại, nhưng đã thiết kế tỉ mỉ cả về ngoại hình lẫn nội thất, toát lên khí chất sang trọng của một chiếc xe hạng sang. Điều này cho thấy sự hoàn thiện đáng kinh ngạc của VinFast. Chuyên gia Hải Kha bình luận, VinFast đã đạt được quy mô công nghiệp, tức là cấp độ hoàn thiện của nhiều xe giống nhau. Khách hàng không cần phải cảm thông hay bao dung gì cả, chỉ cần nhìn một cách công bằng là được. Không chỉ gây ấn tượng mạnh bởi thiết kế long lanh, độ hoàn thiện chuẩn xe sang, VF8 còn khiến giới sành xe phải phấn khích khi có màn trình diễn xuất sắc trên đường thử trong khuôn viên tổ hợp sản xuất của VinFast ở Hải Phòng. Bước ra từ trước SUV điện của VinFast, chuyên gia Hải Kha đánh giá hệ thống treo của xe chắc chắn hơn, cảm giác rất premium ngay từ những khoảnh khắc tăng tốc đầu tiên. Đó cũng là cảm nhận của anh Đỗ Minh Hồ Hải, một người có tiếng trong giới chơi xe Sài Gòn, chuyên gia đánh giá đến từ Car Passion, anh nói.
Mặt hoàn thiện của VF8 thực sự trao chuốt, các phím bấm điều khiển không khác gì những chiếc siêu xe. Trong lần đầu lăn bánh trên đường thử, mẫu SUV điện VF8 của VinFast đã ghi điểm tuyệt đối với các chuyên gia xe. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để cập nhật những video hay từ Ánh Sao Vàng nhé! Tại sao VF8 lại được các chuyên gia đánh giá cao như vậy? Cùng Ánh Sao Vàng đi khám phá từng chi tiết và các công nghệ đỉnh của chóp trên chiếc VinFast VF8 nhé! Cải thế chân VinFast Lux SA 2.0 VF8. Cách đây không lâu, mẫu SUV thuần điện VinFast VF8 bản thử nghiệm đã được chạy thử trên đường phố. Mặc dù vẫn chưa phải là phiên bản sản xuất thương mại, nhưng dàn trang bị công nghệ an toàn của mẫu xe này đã khiến đông đảo dân tình mê mẩn. Bạn thích Crash? Làm thế nào để bạn có thể lái vào trong tim của Crash, lại còn phải tránh va chạm vào một số nơi không mong muốn? Không sao, tất cả đã có VinFast VF8 lo. Với màn hình trung tâm có 3 nhóm tính năng an toàn chính, gồm hỗ trợ lái Driving Assistant, tránh va chạm Collision Avoidance và hỗ trợ đỗ xe Parking Assistant. Đối với nhóm tính năng trợ lái, VinFast VF8 đã được trang bị hệ thống cảnh báo trạch làn, hỗ trợ giữa làn, tự động nhận diện biển báo, camera 360 độ, kiểm soát tốc độ và hệ thống VinPilot. Nếu bạn chưa hiểu rõ về hệ thống VinPilot, cũng chưa hiểu gì về Crash, thì Ánh Sao Vàng xin chia sẻ về chiếc xe như sau, còn Crash thì bạn tự tìm hiểu nhé. Theo thông tin từ bên VinFast đưa ra, thì hệ thống VinPilot cung cấp nhiều tính năng hỗ trợ người lái bổ sung có sẵn, bao gồm chủ động giữ xe ở giữa làn đường, hỗ trợ chuyển làn và hỗ trợ ra vào đường cao tốc, kiểm soát tốc độ bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng với bộ giới hạn tốc độ. Tiếp theo là một loạt các tính năng tránh va chạm, bao gồm hệ thống cảnh báo va chạm phía trước, phanh khẩn cấp tự động và phát hiện điểm mù. Đây là những đặc điểm chung của động cơ xăng và diesel trong cùng tầm giá và phân khúc như VF8. Riêng với nhóm chức năng hỗ trợ đỗ xe, sẽ có màn hình trung tâm của VF8 thử nghiệm hiển thị thông tin về hệ thống đỗ xe tự động Auto Park, đỗ xe tự động Auto Exit, gọi xe, cảnh báo từ xa, summon và cảnh báo giao thông cắt ngang phía sau. Không chỉ vậy, giới truyền thông còn chú ý đến phần mô tả về chức năng Auto Park và Auto Exit, tự động di chuyển xe từ đường vào vị trí đỗ để đỗ xe song song, dọc hoặc chéo, có thể kích hoạt xe cơ giới từ bên trong hoặc bên ngoài. Bên cạnh đó, nổi bật hơn cả là tính năng gọi xe Summon. Ở mục hỗ trợ đỗ xe cũng giúp VinFast VF8 tự lái vượt chướng ngại vật để tới vị trí chủ xe trong khoảng cách tối đa là 6m. Hệ thống cửa sổ trời và gương chiếu hậu có thể được điều khiển thông minh qua màn hình trung tâm. Qua những chia sẻ của các chuyên gia đồng hành khi chạy thử ô tô điện Made in Việt Nam VF8, ta có thể thấy từ những thiết bị, con người, mức đầu tư và quy trình VinFast vào dự án ô tô điện quá đẳng cấp. Chắc chắn, VinFast sẽ tạo ra những sản phẩm chất lượng và dù ở trong nước hay quốc tế, xe điện VF8 cũng sẽ đón nhận tích cực. Quý khán giả đã được đích mục sở thị VinFast VF8 hay chưa? Nếu có thì chia sẻ ý kiến của quý vị khán giả xuống bên dưới phần bình luận nhé! Vâng, video ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu bạn thấy hay và ý nghĩa thì nhớ ủng hộ kênh bằng cách like, đăng ký kênh và để lại ý kiến xuống bên dưới phần bình luận. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Hãy đồng hành cùng Ánh Sao Vàng để chúng ta khám phá nhiều điều thú vị hơn nữa. Cuối cùng xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video kế tiếp.